chào Thạch. Em bên trái cây tôm hùm Lắc á, okay. Xuống kiểm tra vườn anh hôm bữa trước mà bên em có hướng dẫn về cái sử dụng thuốc bên em á, thuốc sinh học á, tóc tập vườn tập bên này. Thì thứ nhất em hỏi là sau cái thời gian mà anh sử dụng thuốc á bên em á thì anh thấy như thế nào lúc đầu á? Nói thiệt với anh em, chứ sau khi mà tôi phun cái thuốc đây á, tôi thấy cái tiêu rất xanh, rồi rồi nó ra cũng nhiều, rồi lá rồi rất là mướt. Đây như các anh thấy đây, đó cây tiêu rất xanh, cửa rồi ra rất là đẹp, cửa ra nhiều mà anh thấy đọc non ra cũng nhiều đúng không? Đúng rồi, nó phát triển đó, nói chung là nó ra lá non rồi rất là đẹp. Rồi cái thứ hai cho em hỏi là cái lúc đầu á, bên em mà xuống tư vấn kỹ thuật cho anh á thì có cụ thể không anh? Nhân viên kỹ thuật xuống á. Rất cảm ơn chương trình của anh em công ty xuống hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho bà con nông dân, rất là nhiệt tình. Bà con nông dân thắc mắc cái gì hỏi thì các nhân viên cũng cố gắng chỉ tận tình, rồi bà con nói chung là cũng rất là hiểu, rất là cảm ơn. Rồi, cái thứ hai là cho em hỏi là thứ nhất á, là khi mà cái bước đầu á, xuống được tư vấn của em á, thì anh thấy nói chung là những cái ý của bên công ty tư vấn á, thì nó rõ ràng hết không? Nói chung là rõ ràng, là nông dân rất là hiểu. Cái thứ hai là anh dẫn cho em đi xem những cái cây mà anh sử dụng, những cái sản phẩm của em đi. Nói chung là cả vườn là nhà tôi đều sử dụng hết, nhưng mà bây giờ tôi xin dẫn cho anh em đi coi một vài cây điển hình thôi. Rồi rồi, anh cứ dẫn em xem vài cây điển hình này. Đó, cũng như cây đây nè, anh thấy không? Lá non ra nhiều, rồi cửa rồi ra nhiều nè. Và từ dưới lên trên anh thấy rất đều, lá rồi rất là xanh, rất là đẹp. Anh thấy cái sản phẩm bên em á, giá cả nó có hợp lý với nông dân mình không? Thưa với anh em chứ bà con nông dân á, tôi cũng đã dùng rất là nhiều các loại sản phẩm. Xong khi tôi sử dụng cái sản phẩm của quý công ty, tôi thấy giá cả rất là hợp lý, là cũng có tính cạnh tranh với thị trường, nói chung là như vậy là được. Xin cảm ơn. Nêu ra thì anh đã xài cái sầu riêng thì anh thấy như thế nào anh? Cái sầu riêng hiệu quả cũng rất tốt, tại vì tôi trồng sầu riêng xen canh với tiêu mà. Một khi tôi sử dụng là tôi sử dụng luôn cho cả sầu riêng. Đó, như anh thấy đó, cây đây nè, tôi mới sử dụng đây, giờ lá rồi ra rất đẹp, có những cây ra bông rồi đậu trái rất đẹp. Anh dẫn em xem mấy cây mà nó lúc mà anh phun khi giai đoạn ra hoa anh xem được anh. Đây điển hình như cây đây nè, quý anh em nè, đó. Như bà con đã thấy không? Ở khả năng đậu trái rất là cao đó. Năm nay chắc hứa hẹn chắc cũng được ít nhiều. Nói chung là anh chăn mình bây giờ mua hàng hóa đậu sen rất là nhiều. Đậu sen giữa tiêu, sầu riêng, như bơ đó, bơ búp anh á, thì nói chung là rất là đẹp, tốt. Mấy cái sầu riêng cũng rất là xanh này, cái mô hình này rất là ngon. Thì một lần nữa bên công ty cũng xuống kiểm tra vườn anh sau khi mà 20 ngày sử dụng sản phẩm bên em. Cái thứ hai là lấy lại ý kiến sau 20 ngày khi mà sử dụng sản phẩm. Thì một lần nữa xin cảm ơn anh đã cho em ý kiến về cái sản phẩm khi mà dùng bên em. Tôi cũng thay mặt cho nông dân cũng rất là cảm ơn quý công ty. Rồi rất là cảm ơn cái sản phẩm của quý công ty đã hỗ trợ và tư vấn cho anh em nông dân chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Rồi.